Cô xin chào các em học sinh lớp 5. Trước khi bắt đầu vào năm học mới, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại kiến thức của toán lớp 4 nhé. Cô sẽ cho các em chơi một trò chơi có tên Kiến về tổ. Trong trò chơi này sẽ có 10 câu hỏi. Các em hãy giúp các bạn kiến mang thức ăn về tổ trước khi trời mưa bằng cách trả lời đúng các câu hỏi nhé. Nào, các em đã sẵn sàng chưa? Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu câu hỏi số 1 nhé. ..... cm. A. 30. B. 300. C. 3000. D. 30.000. Các em sẽ có 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Hết giờ, đáp án đúng chính là D. 300. Vì chúng ta đã học 1 mét sẽ bằng 100 cm, vậy 3 mét sẽ bằng 300 cm. Xin chúc mừng các em đã giúp cho bạn kiến thứ nhất mang thức ăn về tổ của mình rồi. Cô mời các em đến với câu hỏi số 2. Nhà bạn Bình thu hoạch được 4 tạ dưa hấu ruột đỏ và 1 tấn dưa hấu ruột vàng. Hỏi: nhà Bình thu hoạch được bao nhiêu tạ dưa hấu? A. 5. B. 10. C. 14. D. 104. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Đáp án đúng là C. 14. Để giải được câu này, các em chú ý đọc kỹ yêu cầu của bài. Muốn biết nhà Bình thu hoạch được bao nhiêu tạ dưa hấu, các em phải đổi 1 tấn bằng bao nhiêu tạ. Đổi 1 tấn bằng 10 tạ. Sau khi đổi xong, các em đã biết được dưa hấu ruột vàng 10 tạ, dưa hấu ruột đỏ 4 tạ. Vậy ta sẽ tính được nhà Bình thu hoạch được số tạ dưa hấu 4 cộng với 10 bằng 14. Đáp số 14 tạ. Cô xin chúc mừng các em đã tiếp tục giúp bạn kiến thứ hai mang thức ăn về tổ của mình rồi. Cô mời các em đến với câu hỏi số 3. 16 mét vuông bằng decimét vuông. A. 160. B. 1600. C. 16.000. D. 160.000. Đáp án đúng là B. 1600. Đây là hai đơn vị diện tích liền kề nhau nên sẽ hơn kém nhau 100 lần. 1 mét vuông sẽ bằng 100 decimét vuông. Vậy 16 mét vuông sẽ bằng 1600 decimét vuông. Cô xin chúc mừng các em. Các em rất là giỏi, đã giúp cho bạn kiến thứ 3 mang thức ăn về tổ rồi. Bây giờ cô mời các em đến với câu hỏi số 4. Tìm số thích hợp ở ô trống sau. 2/5 bằng ô trống phần 20. Vậy kết quả là số 8. Vậy tại sao mình tìm được là 8? Các em hãy theo dõi nhé. Ở phân số 2/5 có mẫu số là 5
Vậy theo các em, làm sao để chuyển mẫu số 5 thành mẫu số 20? À, ta phải lấy 5 nhân với 4 sẽ được mẫu số 20. Vậy tử số 2 cũng nhân với 4 sẽ được tử số là 8. Nên ô trống ở đây ta sẽ tìm được là số 8. Wow, các em rất là giỏi, đã giúp cho bạn Kiến đem thức ăn về tổ của mình rồi. Chúng ta tiếp tục đến với câu hỏi số 5 nhé. Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số dưới đây: 2/7, 4/10, 6/21. Trong câu này, cô nghĩ các em chắc chắn dễ dàng tìm thấy hai phân số bằng nhau là 2/7 bằng 6/21. Vì ta nhận thấy 2/7 khi ta nhân cả tử số và mẫu số với 3, 2 nhân 3 sẽ bằng 6, 7 nhân 3 sẽ bằng 21. Ta sẽ được phân số 6/21. Wow, các em thật là tuyệt, đã giúp bạn Kiến thứ 5 mang thức ăn về tổ của mình rồi. Cô mời các em đến với câu hỏi số 6 nhé. Phân số 9/24 được rút gọn như sau là đúng hay sai? 9/24 bằng 9/3 phần 24/3 bằng 3/8. Quả là đúng. Cô xin chúc mừng các em. Nhìn vào bài này, ta thấy cả tử số và mẫu số của phân số 9/24 đều chia hết cho 3, nên phân số 9/24 được rút gọn thành 3/8. Các em đã giúp một bạn Kiến nữa mang thức ăn về tổ của mình. Chúng ta hãy đến với câu hỏi số 7 nhé. Chọn dấu tích hợp lớn bé bằng điền vào ô trống 2/8 ô trống 5/8. Chúng ta cùng xem kết quả nhé. 2/8 bé hơn 5/8. Trong bài này ta thấy hai phân số đều có cùng mẫu số là 8, nên ta chỉ so sánh tử số, phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Vì 2 bé hơn 5 nên 2/8 sẽ bé hơn 5/8. Cô xin chúc mừng các em đã giúp bạn Kiến thứ 7 mang thức ăn về tổ. Cô chờ mình sẽ đến với câu hỏi số 8 nhé. So sánh các phân số sau: 12/27 và 4/27, 5/9 và 13/9. Thời gian đã hết, cô mời các em xem kết quả. Phân số 12/27 và 4/27 ta nhận thấy đây là hai phân số cùng mẫu, nên ta chỉ so sánh tử số. 12 lớn hơn 4 nên phân số 12/27 sẽ lớn hơn 4/27. Tương tự 5/9 và 13/9, hai phân số này đều cùng mẫu số là 9. Ta chỉ so sánh tử số, vì 5 bé hơn 13
nên phân số 5/9 sẽ bé hơn 13/9. Rất đơn giản phải không các em? Các em thật là giỏi đã giúp cho chú kiến thứ 8 mang thức ăn về tổ của mình. Bây giờ cô mời các em đến với câu hỏi số 9. Phân số 4/7 bé hơn 2/3 là đúng hay sai? Trong câu hỏi này, cô sẽ cho các em thời gian là 30 giây. Đáp án là đúng. Như ta thấy, phân số 4/7 có mẫu số là 7. Phân số 2/3 có mẫu số là 3. Vậy đây là dạng so sánh hai phân số khác mẫu số. Vậy các em làm như thế nào? Bắt buộc chúng ta phải đưa hai phân số này về cùng một mẫu, rồi mình sẽ so sánh tử số. Vậy theo các em, làm sao để đưa hai phân số này về cùng một mẫu? Chúng ta sẽ đi quy đồng mẫu số hai phân số 4/7 và 2/3. Đầu tiên, tìm mẫu số chung. Lấy mẫu số thứ nhất nhân với mẫu số thứ hai. 7 x 3 bằng 21. 21 là mẫu số chung của hai phân số. Ta quy đồng phân số 4/7. 4/7 sẽ nhân với 3. 4 nhân với 3 bằng 12. 7 nhân với 3 bằng 21. Sau khi quy đồng phân số 4/7, ta được phân số 12/21. Bước tiếp theo, ta quy đồng phân số 2/3. Lấy phân số 2/3 nhân với 7. 2 nhân 7 bằng 14. 3 nhân 7 bằng 21. Sau khi quy đồng phân số 2/3, ta được phân số 14/21. Vậy hai con số này đã được cùng mẫu là 21. Ta sẽ so sánh tử số, vì 12 bé hơn 14 nên phân số 12/21 bé hơn 14/21. Vậy 4/7 bé hơn 2/3. Bài bản kiến thứ 9 đã mang thức ăn về tổ của mình rồi. Giờ chỉ còn một câu hỏi nữa thôi. Cô mời các em xem nội dung câu hỏi cuối cùng nhé. Độ dài các đường chéo hình thoi là 30cm và 24cm. Vậy diện tích hình thoi là A. 720cm², B. 360cm², C. 54cm², D. 36cm². 30 giây bắt đầu. Đáp án đúng là B. 360cm². Để giải được câu này, các em phải áp dụng công thức tính diện tích hình thoi. Vậy muốn tính diện tích hình thoi,
ta lấy tích độ dài hai đường chéo rồi chia cho hai? Trong câu hỏi này, đường chéo thứ nhất là 30cm và đường chéo thứ hai là 24cm, nên diện tích hình thoi là lấy 30 nhân 24 rồi chia cho 2 sẽ bằng 360cm². Cô xin chúc mừng các em đã giúp cho chú kiến thứ 10 mang thức ăn về tổ rồi. Gia đình chú kiến cảm ơn các em rất nhiều nhé. Và thông qua trò chơi này, cô cũng hy vọng rằng các em sẽ nắm lại một số kiến thức toán của năm lớp 4 đã học. Cô chào các em và chúc các em học tốt nhé.